Dạ vâng, Quang Minh xin kính chào toàn thể quý anh, quý chị và toàn thể các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đến quay trở lại với kênh của em Quang Minh. Hôm nay là một buổi chiều nó khá là lạnh. Ở Quang Linh thì thời tiết nó khá là lạnh, không biết ở chỗ anh em thế nào. Nhưng hiện tại đang ảnh hưởng một đợt rét đậm nên hiện tại là thời tiết nó khá là rét. Vâng, thì với thời tiết này thì anh em lên tìm cho mình những chiếc xe đẹp để phục vụ công việc cũng như là phục vụ gia đình đi lại những dịp cuối năm rét mướt như này, thì cái giá trị của một chiếc xe nó sẽ đem lại cho quý vị và các bạn nó rất là nhiều. Thì quý vị và các bạn lên đi mua xe, ai có nhiều tiền mà chưa biết làm gì thì tôi nghĩ là anh em lên đi mua xe. Chiếc xe nó không những nó đáp ứng công việc cũng như là nó lại nâng cao cái chất lượng cuộc sống anh em. Đấy, vừa an toàn lại vừa có thể là phục vụ công việc nó tốt. Thì ngày hôm nay con mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái mẫu xe đa năng hữu dụng, một chiếc xe bán tải pick up với các chức năng, với phong dáng phong cách cũng khá là phong cách anh em ạ. Nó rất là rực rỡ, mang cái màu đỏ này nó rất rực rỡ, phù hợp với anh em mệnh hỏa và mệnh thổ, nó đỏ rực rỡ anh em. Phải rực rỡ thì nó mới đem lại may mắn cho những anh em là hợp mệnh. Đó, thì mình sẽ lên sóng một chiếc xe mộc vừa anh em đi bắt tận trong Quảng Nam về anh em. Đó, thì mọi người cùng khám phá cùng có mình chiếc xe này còn đẹp hay không, đẹp những điểm gì, và chúng ta hãy cùng khám phá nhé. Đây là một chiếc xe mộc, nên cũng chia sẻ với anh em luôn là chiếc xe này thì còn khá là cứng. Tuy nhiên thì nó có một số điểm trừ nho nhỏ, ví dụ như là những cái điểm sức sơn nho nhỏ, những bộ tem nó đang bị bong chóc do quá trình để nó lắng nóng, do ngoại tiết nó bị bong chóc một tí. Nhưng mà tuy nhiên chiếc máy của chiếc xe sassi từ máy móc vừa là những phần cứng đều là khá là ok. Đấy, tuy nhiên những điểm này cũng chia sẻ em rồi, nó đang bị trần một tem này đó. Còn mình thì cũng muốn là giới thiệu anh em một cách chân thực nhất, cụ thể nhất, và nó sẽ để anh em nắm được những tình hình chiếc xe hiện trạng, cho anh em xem kênh của mình sẽ có thể cảm nhận được những chiếc xe thực tế. Còn thực ra là em nó cần dọn rửa một tí xíu nữa thôi, những điểm nhỏ nhỏ này là em nó lại đẹp ngay. Và đây chính là cái khoang động cơ của chiếc xe này. Anh em có thể quan sát là máy chiếc xe này còn rất là khô ráo sạch sẽ. Số máy zin anh em nhé, mình đã kiểm tra rồi. Số máy zin của cái cổ ốc bộ mặt cam này, con ốc này anh em xem này. Đấy, các con mặt máy này, con ốc đều còn nguyên, chưa có hiểu chúng ta để cái mặt không hiểu của ủi to, khô ráo sạch sẽ, máy nổ lên to, tròn chắc. Đây, có thể quan sát đầu rằng vài đèn rồi các thứ đều rất là ok, lắp capo cơ chỉ này. Khá là cứng, từng cái đeo chỉ, từng cái chấm dọc robot này gần rồi đều rất ok. Anh em lên sáng soát chi tiết đều rất sáng lên, mà không chê được máy cái này nhỉ. Không chê được lắm. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2021 anh ạ. Xin tiếp gặp trên gương rồi, gần gờ anh em, gần gờ thẳng tắp này, tôn vỏ mỏng tan. Về mưa đã có tay nắm cửa mở cửa luôn.
bậc lên xuống bằng thanh lốc nha. Keo chỉ vẫn ok, chưa mất phần nào. Tao lô tập bì tươi. Mình xem nào, chi tiết đều khá ok. Đấy, từng cái chưa có cửa ốc bản này. Anh em thấy không? Đấy. Khá ok anh em nhé. Chia sẻ với anh em luôn là cái màu này là màu bác chủ cũ qua cái sơn như hợp mạnh anh nhá. Đấy. Sơn như hợp mạnh. Và màu cũ của nó không phải màu này. Tuy nhiên thì cái màu này cũng thấy khá là bắt mắt anh ạ. Đấy, bộ tem này rất đẹp luôn. Đây là phần thùng của chiếc xe anh em này, thùng của chiếc xe. Phía sau của chiếc xe. Thùng bẹ có thành giả tháo là không lửng rồi. Ốp đèn mạ chrome hết rồi anh ạ. À là đang mình vỡ một cái đèn bên đèn hậu anh này, có miếng nhỏ quay kỹ cho anh em xem đấy, nó mộc mạc như nào, nó như thế nào thì cũng nói luôn cho anh em cảm nhận được. Còn chỉ cần chỉnh sửa những lặt vặt này thì nó sẽ ok. Anh em cũng có thể biết là mua xe cũ thì nó không thể là như mới được, nếu mà tuyệt đối 100% thì nên anh em chỉ đi mua xe mới ở hãng thôi. Đây là phần thùng của chiếc xe này anh em. Các con ốc thành vệ này để chấm dập số hút này, ok này. Đấy. Đấy, chống thủy lực đã có này, rất ok. Bác chủ cũ là bác đi chở phân bón anh ạ. Đây. Nên là bác lắp cả một miếng tôn để cho nó khỏi sức cái sóng sàn này. Đấy, anh em thấy không? Tuy nhiên là cũng khá là ok. Đây, bác nào thích thì để mà không thích thì tháo ra cũng ok nhá, không có nẹt gì cả. Với một chiếc xe mộc mạc như này mà cái chiếc xe cũng khá là cứng, thế là anh em hoàn toàn có thể yên tâm nhá. Hộp số sàn 6 cấp, dẫn động 4 bánh 2 cầu. Giờ cái gen này cho xe rất kinh tế và khỏe, cho anh em đi đường trường, đường địa hình, chở hàng chở hóa cũng khá là ok. Chúng ta khám phá khoang nội thất một chút nhé. Đấy, anh em có thể nhìn rõ là cả bụi bặm trên chiếc xe này nhưng mà nó là mộc mạc anh ạ, có như nào nó là mộc mạc như thế. Vài nữa còn mình sẽ dọn rửa một tí lại thì mọi người sẽ thấy nó sẽ được trọn vẹn, nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên thì có mình sẽ quay luôn để anh em xem cái mộc mạc của nó. Gương kính chỉnh điện nào nhá. Đây, có đồ đang là 11, hơn là 11 vạn. Đây, chế bảng tablo tabi thì cũng khá là sạch sẽ, vẫn có màn hình theo xe, các nguyên bản từ các tablo cũng điều khiển, các bảng điều khiển đều cũng là nguyên bản, giải trí vẫn là CD radio. Đây, các chi tiết này, của số này, chuyển cầu này, Gerson trên vô lăng này, các chi tiết đều khá là ok. Option thì trên vô lăng thì cũng chưa có nhiều, chưa có can trơn cả đôi hay là chưa có đạp thoại đỉnh tay, chỉ có còi và túi khí. Đấy, chân nỉ nguyên bản này. Đấy. Ghế là ghế nỉ này anh em này. Cũng khá là ok. Cũng sẽ lái thử chiếc xe này. Và báo anh em luôn chiếc giá được chào bán là 465 triệu đồng, vẫn có thể là bao rút hồ sơ và thương lượng cho anh em xem thương lượng một chút khi anh em trực tiếp xem xe, cảm nhận lái thử, chúng ta sẽ bàn về giá nhé. Nó ra nhiều khi nó cụ thể và nó chi tiết hơn. Có gì anh em gặp nhau trực tiếp dễ làm việc dễ hơn. Máy số chiếc này rất còn ngào anh em nhé. Vô lăng này đánh giá rất nhẹ, mặc dù là chỉ là trợ lực dầu chưa phải lái điện, tuy nhiên thì lái rất là ok. Thì anh em nào cảm thấy mua xe này phù hợp thì hãy có thể điện thoại cho công minh để biết thêm chi tiết nhé. Chiếc xe này vẫn có thể hỗ trợ trả góp cho anh em tối đa 70%. Đó. Anh em có thể là được bao test hãng, thợ thuyền là anh em mong muốn và cho anh em kiểm tra thật kỹ, nói chung là khá là ok rồi. Vâng, thì qua mình cũng xin phép dừng cái video này tại đây. Anh em mới xem video lần đầu của qua mình hãy nhớ like, subscribe của qua mình nhé. Ấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video qua mình cập nhật các mẫu xe thường xuyên lên kênh. Qua mình thì chuyên quán ký gửi, trao đổi cũng như là review với kết nối khách. Ai có nhu cầu bán xe mà muốn giới thiệu đến
tận tay người người dùng thì cũng có thể liên hệ với Công Minh sẽ review và quảng bá kết nối khách cho anh nhé. Trước này cảm ơn anh em, xin chào, hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn ở các video sau.